Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà. Các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn rất thân mến, bắt đầu một ngày mới chúng ta lại được thì cùng nhau đến bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể, để lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, thánh thể làm lương thực nuôi sống chúng ta. Thì lời Chúa ngày hôm nay, cả hai bài đọc cũng như bài đáp ca đều rất là dễ dàng để mà dễ hiểu cho mỗi người chúng ta. Nó không có cái gì là bí ẩn, không có gì là khó khăn cả. Mà cái điều biết là một chuyện, nhưng mà chúng ta có sống được hay không lại là chuyện khác. Chúng ta thấy rõ ràng là trong cuộc sống, cái gì mặc dù chúng ta vẫn hay nghe người nọ người kia dạy chúng ta rằng lời nói thì lung lay, nhưng mà gương bày thì lôi kéo. Tất cả những cái lời nói chúng ta nghe được trong ngày hay là trong những khi chúng ta nghe được, nó cũng ảnh hưởng đến đời sống chúng ta cách này cách khác. Nhưng mà tuy nhiên nó chỉ có cái tác động là nó phụ thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn là ăn thua là trong lòng của mỗi người chúng ta như thế nào. Vì Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rồi, tất cả mọi sự từ bên ngoài vào trong con người của chúng ta chẳng có gì là đáng xấu, đáng chê trách, nhờ cho bằng cái từ trong lòng của chúng ta mới ra mới là nguy hiểm. Thì chúng ta cũng thấy rõ ràng, người Việt Nam của chúng ta cũng hay có câu là ca dao tục ngữ là sông sâu còn có thể dò, lòng người nham hiểm ai đo cho lường. Chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù ở ngoài đó sông nó sâu thiệt, biển nó mênh mông thật, là núi cao thật, nhưng mà ngày nay với tất cả những cái kiến thức người ta có thể mà ta đo đạc, những cái thời hiện đại về technology người ta có thể làm được tất cả, đo đạc tất cả mọi sự. Ngay cả những khi con ở Vancouver, khi phục vụ giáo sư Thánh Giuse ở Vancouver cũng thế, thỉnh thoảng những ngày nghỉ cha Dung, cha thánh sứ của con dắt con đi qua bên đảo Nanaimo rồi những đảo ở gần đó câu cá. Trên cái con tàu hồi xưa đó thì người ta thấy cứ đi đánh cá là ông bà của chúng ta, cha mẹ chúng ta chỉ đánh theo cái đoán đó. Nhưng mà ngày nay nó có cái máy dò cá ở trên tàu, dò cái là dưới đây có cá thả xuống câu, còn thành ra là câu được nhiều cá. Thế nên chúng ta thấy là tất cả, nhưng mà cái lòng người mãi mãi không bao giờ chúng ta có thể đo được. Ngay cả nhiều khi ngày nay có nhiều bậc cha mẹ đã phải thốt lên rằng mình quá ngu, xin lỗi dùng từ hơi mạnh, mình ngu quá. Tự nhiên đang khi khổng khi không bán nhà đi vào ở dọn ở chung với con, bây giờ nó đuổi ra ngoài, mất nhà mất của, không còn một cái gì. Đấy, con cái của mình sanh nó ra, mình dạy nó lớn lên, ăn uống chung mâm chung bàn, bây giờ nó lớn lên nó đổi mặt rồi, có dâu có rể nữa, nó làm cho chúng ta không biết đường. Đấy là thành ra là nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, cái tác nhân bên ngoài
mà chúng ta thấy chúng ta không thể nào hiểu được. Chính vì vậy mà tất cả những cái điều đó, nhưng mà Chúa Giêsu nói thế không phải để rồi chúng ta đi vào bế tắc, nhưng mà chúng ta thấy vẫn còn có những cái tia hy vọng mong manh trong cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta biết rằng con người thì vốn yếu đuối, tham lam, ích kỷ, như Chúa nói là liệt ra 11 cái sự dữ ở đây: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những 11 cái sự này thì nó đều có trong mỗi con người của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng trong mỗi con người của chúng ta, nó đều đang xen vào nhau cái sự tốt và sự ác, sự thiện và sự dữ. Thành ra là anh thua là chúng ta biết đặt mình vào trong cái môi trường nào để mà chúng ta sống, mà chúng ta lớn lên. Thì chúng ta thấy rằng một đứa trẻ mà nó mới sanh ra thì chúng ta được gửi đến trường học, được thầy gặp thầy tốt, bạn hiền, thì nó sẽ trở nên những con người tốt, rồi gặp ở sống trong một gia đình biết yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, thì chắc chắn đứa trẻ đó cái cơ hội nó trở thành người xấu rất là khó. Nhưng mà chúng ta thảy nó vào rừng, xong nó sống với khỉ, với dã thú, thì mai mốt nó cũng làm việc, nó cũng suy như con khỉ vậy. Thành ra là để ăn thua là cái môi trường của chúng ta để mà chúng ta biết sống. Nhưng mà quan trọng nhất là trong bài đọc, thêm một điều nữa là trong cái bài đọc 1 ngày hôm nay của sách Các Vua quyển thứ nhất, thuật về cái câu chuyện bà Sơ-va đã đến thăm vua Sa-lô-môn, và chúng ta thấy bà đã kinh ngạc, mà trong đây còn nói là bà hết hồn khi thấy cái cách mà ông vua Sa-lô-môn ông hiến tế phụng thờ Thiên Chúa, trưng bày ở trong cái đền thờ như vậy, thì bà cũng đã là rất là bái phục, và cuối cùng bà đã tặng biết bao nhiêu là quà cho ông vua Sa-lô-môn này. Thì chúng ta đừng quên rằng khi mà cách đây, khi mà một lần Chúa hỏi Sa-lô-môn là muốn xin điều gì, thì Sa-lô-môn đã xin, cộng đoàn còn nhớ không? Xin điều gì? Đấy, cộng đoàn nhờ đi lễ với quý cha đa minh mỗi ngày cũng khó ơn khôn ngoan, xin cho được ơn khôn ngoan. Và cuối cùng Chúa đã nói vì ngươi đã không xin cho được giàu có hay là thành đạt hay cái điều gì khác, mà xin cho được ơn khôn ngoan, thì này đây, trước ngươi và sau ngươi không ai khôn ngoan hơn ngươi. Và mặc dù ngươi không xin, nhưng mà Thiên Chúa vẫn cho, Thiên Chúa vẫn cho ông được gọi là sức khỏe và cái sự giàu có và tất cả những điều mà ông cần trong cuộc sống. Tại sao vậy? Cái điều khác là khi ông xin ơn khôn ngoan đây đấy, chúng ta trong đây cũng có xin ơn khôn ngoan chứ không phải là không. Nhưng mà xin chúng ta xin ơn khôn ngoan để chúng ta làm lợi cho mình, cho ơn khôn ngoan, con biết chỗ nào có tiền, còn con đi móc, con đi đào, con đi bới. Nhưng mà ông bảo cho con được ơn khôn ngoan để con biết phân xử cho nó đúng, để mà phục vụ cho dân Chúa, để mà mang cái sự công bằng cho cái xã hội này. Chính vì cái sự khôn ngoan mà ông xin đó, nó rất là vô tư để mà phục vụ Chúa, phục vụ sự thật của sự công bằng, nên ông đã được tất cả những điều tốt trong cuộc sống. Nhưng thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta là như thế. Mặc dù Chúa nói là ở ngoài vào không có gì là xấu xa, nhưng mà chúng ta biết những thời gian qua, những con Covid nó cũng hoành hành, rồi tất cả những nhiều khi cũng có những cái điều ở ngoài nó cũng là gương bày nó lôi kéo, như có nhiều những cái sự dữ nó vẫn vây quanh. Nhưng mà thật sự những cái điều đó nó không quan trọng cho bằng chính trong lòng của mỗi người chúng ta, vì tất cả những trong lòng chúng ta không ai đếm được, chỉ có Chúa biết được lòng chúng ta. Và chắc như là chúng ta thấy vẫn hay nghe nói là những người ở ngoài đó, đôi lúc những cái câu nói của người khác, chẳng hạn như là người ta nói rằng những cái ai mà khen ta mà không đúng sự thật đấy, chúng ta vẫn nghe nói, thì đó là kẻ thù của chúng ta. Còn ai mà khen chúng ta thật mà đúng theo cái điều đó thì là bạn của chúng ta. Còn ai mà dám chê chúng ta thật đó, mà ngay cả khiến ta làm điều sai, đó là thầy của chúng ta. Thành ra là tất cả những cái trong cuộc sống cũng có những lời khen, lời chê có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nhưng mà đó chỉ quan trọng nhất là trong cuộc đời của chúng ta, như bài đáp ca hôm nay đã nhắc nhở: miệng người công chính, niệm lẽ khôn ngoan. Chứ gì, mỗi người chúng ta được trở nên công chính không phải do sức của chúng ta, nhưng học từ vua Sa-lô-môn, chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta biết phân định sự ở trong gia đình, làm sao cho công bằng cho với con cái, để cho chúng nó sống mến Chúa, yêu người. Nhiều khi những cái điều chúng ta xử không có công bằng, nó làm cho chúng nó không phục, cũng là gây ra những cái gương xấu mà có thể mà đánh mất đức tin con cái của chúng ta. Thành ra chúng ta hãy
miệng người công chính, niệm lẽ khôn ngoan. Xin Chúa ban cho chúng ta mỗi người ơn khôn ngoan để chúng ta phân định, để chúng ta giúp cho thế giới này mỗi ngày một sống tốt đẹp hơn. Và đừng bao giờ đổ thừa. Có những người đổ thừa hoàn cảnh, người nọ người kia làm hủy hoại cuộc đời của mình. Chẳng có ai là hủy hoại cuộc đời của mình cả, chính mình hủy hoại cuộc đời của mình mà thôi. Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Ngài soi tôi.